tôi vừa qua, dù chúng ta đã nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi hãy cùng bảo vệ động vật rừng, cuộc thi diễn ra hào hứng và sôi nổi. Và ngay sau đây thì xin mời bạn Nguyễn Thắng lớp 11Y, đại diện cho tiết mục đạt số điểm cao nhất trong phần thi thuyết trình, lên sân khấu chia sẻ và truyền thông điệp về cuộc thi hãy cùng bảo vệ động vật rừng. Xin mời bạn. Và toàn thể các bạn học sinh trường Đinh Thiện Lý thân mến, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Khánh. Nhóm chúng em bao gồm bạn Phạm Thiên Khương, bạn Trần Giáng Ngọc, bạn Nguyễn Khánh Tùng và em. Chúng em đại diện cho lớp 11Y đã tham dự cuộc thi thuyết trình về bảo vệ động vật rừng trong tuần vừa qua. Và hôm nay chúng em xin gửi đến tất cả mọi người một thông điệp mà mọi người có thể sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Các bạn ơi, thực sự là niềm vinh dự và rất là may mắn cho nhóm mình khi mà đã giành được số điểm cao nhất trong cuộc thi thuyết trình vừa rồi. Nhưng mà theo nhóm mình nghĩ thì điều quan trọng nhất đó là gửi đi cái thông điệp, đó chính là thông điệp bảo vệ các loài động vật. Như các bạn đã biết thì trên thế giới chúng ta đang sinh sống hiện nay thì có rất nhiều loài động vật xinh đẹp và đáng yêu, nhưng mà chúng đang bị đặt dưới nguy cơ là bị tuyệt chủng bởi vì trước những cái hành động tàn phá của thiên nhiên, trước sự biến đổi khí hậu và cũng như là tác động trực tiếp của con người đã gây ra đối với chúng. Vậy thì là những người học sinh chúng ta cần phải hành động để bảo vệ và cũng là động vật sống xung quanh mình. Thì như các bạn cũng biết á, thì báo chí mấy năm gần đây thì nổ lên rất nhiều về cái chuyện là cần phải bảo vệ khu vực rừng và bảo vệ như thế nào hiệu quả. Riêng chính phủ Việt Nam mình á thì cũng đã tạm gọi là khá nghiêm túc trong cái việc ban hành ra những cái ban hành ra pháp luật và để hạn chế những cái việc sản phẩm công nghệ như nhà trường không cho đây không bằng quạt rơm mấy cái anh đang nói tên chữ à thì riêng của mình nè, học sinh nè, những cái tương lai của đất nước á thì cần phải làm như thế nào cho hiệu quả nhất á, thì theo như ý kiến của mình cũng như là tìm hiểu trên thông tin thêm á, thì mình thầy chạy khắp nơi chụp ảnh, sáu cái ý kiến không biết thầy đâu, đó là thứ nhất là đừng hay gọi là không tiêu thụ động vật rừng hay là các sản phẩm từ động vật rừng. Thầy Dung quay ở ngoại góc bởi vì tiếp theo đó mà bố thầy đi tạo không tiêu thụ nhưng cũng không thể làm ngơ chứ rồi. Nếu như mình biết cái nơi mà những cái người buôn bán nè hay là tàn nữ mày nọ các sản phẩm này thì mình cũng phải nhanh chóng báo kịp báo với các cơ quan chức năng, nhưng mà gọi điện nè nhắn thư nè nhờ ba mẹ biết được á. Rồi cái thứ ba đó là không có tiêu thụ các sản phẩm từ rừng, bởi vì rừng là nhà của các loài động vật rừng của các loài động vật này. Nếu như mà rừng thì chúng ta tàn phá thì lấy đâu nhà để mà các loài động vật này có thể tiêu thụ. Rồi còn hai cái cuối cùng thì mình chưa có nhiều. Hai biện pháp cuối cùng cũng rất là quen thuộc và cũng rất là đơn giản thôi, thứ nhất là học sinh chúng ta, đó chính là chúng ta hãy cùng tuyên truyền bảo vệ các loài động vật, và điều quan trọng nhất là chúng ta phải bảo vệ môi trường, bởi vì bảo vệ môi trường chính là bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta và bảo vệ môi trường sống của các loài động vật, từ đó chúng ta có thể cân bằng hệ sinh thái. Như các bạn thấy, có rất nhiều việc mà chúng ta có thể làm để bảo vệ các loài động vật thân yêu của chúng ta, vì chúng chính là thành viên trong một gia đình, đại gia đình trên trái đất này. Và cuối cùng thông điệp tóm gọn mà nhóm mình muốn nhắn nhủ đó là các bạn ơi, chúng ta phải cùng nhau về động vật rừng. Xin cảm ơn. Một lần nữa xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay cho các bạn lớp 11Y. Thưa toàn thể quý vị,
các môn thể dục thể thao được học trong các giờ ngoại khóa tại trường rất được các bạn học sinh yêu thích, bởi vì nó giúp học sinh có điều kiện rèn luyện các kỹ năng, nâng cao thể chất. Và trong các cuộc thi vận khỏe phù động các thành phố cũng như là các quận, thì học sinh trường ta cũng đạt được những kết quả rất khả quan. Và ngay sau đây, em xin trân trọng kính mời thầy Huỳnh Huy Cường lên sân khấu thông tin và trao giải thưởng cho các cuộc thi thể thao cấp thành phố. Xin trân trọng kính mời thầy. Xin chúc mời ông Trần Hữu Phúc Tiến, trưởng ban đại diện nhà trường.
lên trao huy chương vàng cho em đã đạt giải thành tích các đội môn bơi lội. Xin chào. Cảm ơn ông trưởng hội cũng đến.